Nhiệm vụ của những người xử lý thông tin và tìm kiếm của Như Chi Hề Cố của Chi Ly đầu tiên là vực dậy ký ức, làm sống lại quá khứ. Trong quá trình đó, những vết tổn thương từ ly tán cũng dần hiện ra. Dù người trong cuộc đã bao nhiêu năm kỳ công che lấp chúng, thậm chí tự nhắm mắt lại để quên đi. Trong câu chuyện hôm nay, cậu bé trong hình lúc này còn không ngờ cậu sắp phải trải qua tròn nửa thế kỷ khổ nạn. Trong đó, cậu sẽ thầm mong đó chỉ là một cuộc chơi trốn tìm mà thôi. Mà sao mãi chẳng thấy ai đi tìm. Quý vị khán giả, xin chào anh Độ, chào anh Oai. Anh Độ và anh Oai cùng với gia đình của mình từ Quảng Ngãi vào đây. Mình là từ huyện nào? Từ Gìa, nay dạ. Thuộc về thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Anh Lê Độ thì là trưởng đoàn đúng không? Và dạ. Anh Lê Độ là anh nuôi của anh Oai. Thực ra ấy, là mình gọi cái tên Oai là hầu như bây giờ không ai gọi nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Mà phải gọi là anh Lê Tuấn Chơi. Đây là cái chứng minh nhân dân của anh ấy từ lúc mới làm cho đến về sau này khi đi bộ đội về. Hồi đó là ở thành phố, tôi dẫn về sau năm 75. Nhưng mà lúc là tôi gặp trong gia đình tự lập đó, thì tên là Vũ Quốc ơi. Sau này dẫn về ba mẹ tôi là họ Lê. Nhà tôi là họ Lê cho nên là đặt em nó là Lê Tuấn Chơi. Tại sao lại là Lê Tuấn Chơi? Bởi vì em nó là dân ở Sài Gòn nhưng mà lưu lạc, cho nên là về gia đình tôi là đặt Lê Tuấn Chơi. Dạ. Tại sao lại gọi anh là dân chơi Sài Gòn? Tại sao? Mấy anh này là ở trong khóm Chí Hòa, đưa về coi như là khu tập trung gọi là gia đình tự lập. Gia đình tự lập lúc ấy nó như thế nào nhỉ? Em chưa hình dung được. Gia đình tự lập đó là những đứa mà cáp hay là đánh lộn về ngoài đường đó, rồi cái người ta bắt người ta nhốt ở khóm Chí Hòa, rồi coi như họ mới đem về họ tập trung đó. Tức là trẻ con mà lang thang á. Lang thang đường phố đó. Đó. Dạ. Vô đó mình có vô đó mình chơi là mình biết là Mỹ là họ tài trợ. Nhưng mà lúc ấy là anh là từ Quảng Ngãi, sao anh đi vào Sài Gòn? Và như thế nào mà lại gặp các anh này? Đi vào Sài Gòn là làm mà ở gần chợ dân sinh. Thì mới gặp anh này mà lang thang ở trong gia đình tự lập mới lân thân ra. Rồi vì thấy mấy anh này là vậy là mình làm bận để coi như mình nương tựa vào mấy anh này là những người họ ăn hiếp, họ không, họ kinh, họ sợ. Họ không dám ăn hiếp mình. Rồi sau năm 75 là cái như giải phóng là mới nói thôi em ở đây em sống, anh về quê. Anh này mới nói thôi cho em xin về quê. Anh Oai là xin là về quê cùng với anh. Rồi mới dẫn anh về sống. Về ba mẹ tôi là đặt là... Cái lúc đấy là ở trong gia đình tự lập là có bao nhiêu người ạ? Anh Oai có nhớ không? Bao nhiêu người trong gia đình tự lập? Anh có nhớ tí gì không? Thì lúc đó tôi được biết là khoảng trên 40 người. Trên 40 người. Vậy thì tại sao đến cái tháng 4 năm 75 mà lại chỉ còn có anh Oai lang thang ở đó? Những người khác họ đi đâu? Cũng nhiều người đi lắm. Còn những người anh em mà họ có gia đình đó thì họ về.
họ về nhà. À, còn những anh em mà không biết gia đình ở đâu á, là coi như mới đi theo tôi về. Anh Mai là người Sài Gòn mà, sao anh không đi tìm về nhà lúc đó? Đây, anh biết đi. Vì sao anh không tìm về nhà? Anh người Sài Gòn mà. À, hội bảo trợ thiếu nhi. Sống ngoài hè. À, đấy nó giống như là, nó cũng giống như là một cái nhà bảo trợ ấy đúng không ạ? À, thế nhưng mà anh là người Sài Gòn, sao lúc ấy anh không cố tìm về nhà? Không tìm được hả? Không muốn tìm hay là gì? Anh thôi được rồi, mình sẽ thử tìm hiểu xem vì sao mà anh không về. À, nhưng mà bây giờ mình sẽ về Tư Nghĩa. Là qua tháng 4 đấy, qua tháng 4, qua 30 tháng 4 rồi. Qua 30 tháng 4. Tầm tháng mấy mình về? Cả tháng 5, tháng 6 gì đó lận. Tự nhiên dẫn người lạ về thì muốn hàng xóm đây không, hàng xóm hầu đó thì ai mạnh ai đấy biết mà cũng không ai nói gì. Yeah. Nói chung cái gian đây là gia đình đây, anh em đây gần gần đây là cách mượn liệt sĩ không. Yeah. Nên ta đâu có dám hàng nào tới điều tra đâu có phải như như ở thành phố là dẫn người lạ về điều tra. Các em ở đâu vậy? Dạ. Các em ở đâu? Chương trình như chị có cuộc chia ly. Dạ. Về đây lúc mới 15-16 tuổi, anh Oai sống cùng bốn anh em ông Độ, sàn sàn tuổi nhau, phụ cha mẹ trải lưới và tạm quên Sài Gòn. Chẳng anh về năm 75, rồi cách về 3 năm, 3-4 năm gì đó, rồi mới đi nghỉ vụ. Anh đi nghỉ vụ anh biết luôn, coi như 4 năm làm gì đó không có biết tin tức gì, anh tưởng đâu là anh bỏ cái xứ mà nó đi vô, anh đi tìm ở đâu đâu. 4 năm tại chiến trường Campuchia, trung sĩ Lê Tuấn Chơi, tiểu đoàn 32 trinh sát, được đánh giá là dũng cảm xuất sắc. Bản nhận xét ghi rằng luôn an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ trong mọi lúc, đầu tàu gương mẫu trong công tác và học tập. Vì có em chơi tình nguyện nên ông Độ không phải ra chiến trường những năm đó. Sau một thời gian anh về anh mới đi biển đi đồ rồi mới ân cái cô đây. Rồi sinh con đẻ kế rồi mới ở rồi mới tới bây giờ đó. Hồi đó đâu có biết cái gì đâu, bà mẹ quá rồi. Trỏ lĩa hơi lần mà không được đó. Ông già cô ông chạy ông dí ông quánh cô một đêm, cô trả lễ cho ảnh đó, ông dí ông quánh một đêm. Ý là cô nói là ân ảnh nó là lỡ mùa câu không có cha không có mẹ, ví dụ như lỡ mà sống với mình á, rồi có con có cưới lỡ rồi ông bỏ mình đó, rồi mình cũng chết mình nữa, cho nên từ chỗ đó làm kêu thôi không có ân. Rồi sau này mà ảnh ân rồi ông về ông mới thiện chí. Thiện chí ở với vợ với con biết tới bây giờ luôn á. Ông Oai đã có hơn chục năm đi biển, phụ với ghe thuyền anh em bên vợ. Bà Dân thì đi buôn, có vốn rồi gia đình sắm thuyền riêng. Mảnh đất ở bây giờ được cha mẹ vợ chia cho. Ba người con của ông bà đều đã lập gia đình cả rồi. Qua tuổi 50, ông Oai lên bờ hẳn, để lại thuyền cho con trai. Ngày nào ăn xong cũng uống từ đây đó. Bà bèn mở tiệm tạp hóa này cho ông bán. Đâu, anh về làm rế để anh được còn đi biển mà. Đi biển mà. Đi từ mấy mươi năm, đi biển mấy mươi năm được nhớ. Nói chung là mới khoảng 2 năm này, 2 đến 3 năm này. Thì cái thần kinh anh á nó bị ảnh hưởng. Chứ còn mà tính toán thì bớn lại không sơi một đồng nào. Dù bớn là tính toán thì tôi không sơi. Nhám mét vũ tài vậy. Nhám mét vũ tài thôi.
Anh nghĩ là nó đi đi qua miền đất Ca bên đó được ảnh hưởng á. Sức khỏe rồi nhiều lúc không biết cái tầm ở suy nghĩ cái gì đó không biết. Mà bữa hổm đó là mấy cháu điện đó mà nó bố rồi mấy cháu điện á. Chú nói chung trong làm chú thì cũng không hy vọng nhiều. Tại vì cái tâm tích nó ít quá. Những gì mình biết nó ít quá. Cho nên là sợ tìm không ra. Nhưng mà thiệt ra là ước là cũng mong muốn tìm cho bằng được. Để tương lai cho cháu mình. Cho tương lai cho đời của con cháu mình thôi chứ. Chứ còn như anh này là bất không anh này. Đó như cháu thấy đó. Bất không là đó. Bây giờ có tôi sợ gặp em rốt cũng không biết nữa chứ đừng có nói mà. Thôi nhìn mặt thì chắc không biết. Bây giờ có thử thôi, công nghệ đây, y học hiện đại đây, khoa học hiện đại đây, có thử ra em thôi chứ. Chứ mà quá cũng không biết. Không biết nữa chứ, tội lắm. Làm biết thôi, chú làm biết thôi. Rồi sớm khỏe sớm. Chứ để đầu coi như con người mà biết chết thì nào chết cho thôi chứ sao lại đợi con sao nó tiện. Rất là tiếc là bọn em cứ liên tục hỏi từ cái hôm mà về Tư Nghĩa, cứ thỉnh thoảng lại gọi điện về hỏi xem là sức khỏe anh ra sao rồi, cứ tưởng là anh khá lên. Chị Dân nhỉ? Thì mọi người cũng nói là anh ấy cũng uống thuốc nhiều lắm, cẩn thận lắm, chú trọng là để đi được cái cuộc này mà cuối cùng bây giờ anh yếu hơn rồi đó. Thôi được rồi, câu chuyện ở đây là anh Oai thì là người Sài Gòn. Chắc chắn là anh ấy nhớ là anh là người Sài Gòn. Anh ấy ở gần nhà thờ Ba Chuông. Thế nhưng mà cả cái lần anh trốn ra khỏi cô nhi viện lẫn cả cái lần mà anh rời thành phố để đi về Tư Nghĩa thì sao anh không lại ở lại tìm? Và cái cuộc đời 50 năm lưu lạc của anh Oai thì có thể được diễn tả qua cái biểu đồ này. Anh có nhìn thấy không? 50 năm đó. Đấy là năm 1973. Anh nhớ là năm 73 thì anh được cho vào cô nhi viện Bình Lợi. Sau đó đến năm 74 thì anh ấy bỏ trốn khỏi cô nhi viện Bình Lợi và ra cái khu vực chợ dân sinh để mà anh ấy sống với trẻ bụi đời. Đến năm 75 thì là anh theo anh Lê Độ về Tư Nghĩa và sống từ đó cho đến nay. Chỉ có một thời gian là vào năm 1978. Dạ, năm 78 thì anh đi nghĩa vụ và anh đi chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Đến năm 82 thì anh xuất ngũ về quê và bắt đầu đi biển. Đến năm 84 thì anh, lúc ấy anh đã lập gia đình rồi và sau đó thì đến năm 84 sinh con đầu lòng. Đến năm 89 thì anh sinh con thứ hai. Khi sinh con thứ hai thì anh bắt đầu vào Sài Gòn là năm 89. Anh vào lần đầu tiên để mà đi tìm lại khu vực quanh nhà thờ Ba Chuông. Đến năm 2014, đó là lần mà hai vợ chồng đã bỏ công đi vào thành phố Hồ Chí Minh đi tìm lại lần nữa. Nhưng mà đi tìm mấy ngày rồi cũng không ra. Và đến ngày hôm nay. Vâng. Vậy là đến nay là đã bắt đầu sang năm thứ 51 lạc gia đình rồi. Những cái địa danh mà anh nhớ đến ngày hôm nay thì anh nhớ rất ít. Nhưng mà trong cả một cái giai đoạn mà từ năm 2014 cho đến bây giờ thì như chị Hiểu Chili đã khai thác được nhiều lần và anh cũng đã đưa ra được một số địa danh. Địa danh đầu tiên ấy thì anh có nói rằng là quê của anh là ở ấp Tân Canh. Bây giờ thì không còn ấp Tân Canh, nó chỉ còn có cái đường Tân Canh ở quận Tân Bình. Cái đường Tân Canh ấy thì nó nằm xéo với lại nhà thờ Ba Chuông. Sau đó đến nhà thờ Ba Chuông. Nhà thờ Ba Chuông thì là nơi mà anh đã được đi học. Sau đó thì có một cái nơi mà anh không nhớ, nhưng mà rồi anh sẽ thấy nó rất gắn bó với anh, đấy là nhà thờ Kỳ Đồng. Và sau đó thì có một cái gọi là Fatima Bình Triệu, là ở phía tận tít trên kia bên kia sông. Và cái nơi mà anh nhắc đến duy nhất là cái cô nhi viện Bình Lợi phía bên này sông. Rồi cuối cùng anh bỏ cô nhi viện Bình Lợi, anh không đi về tìm ở cái khu vực này mà anh lại đi xuống tận chợ dân sinh.
Dạ. Vậy là vào năm 13, 14 tuổi thì anh đã bỏ cô nhi viện Bình Lợi và nhưng không tìm về nhà. Cái điều đấy đối với bọn em rất là lạ. Bọn em cứ hỏi là bởi vì sao? Trong một lần khai thác thông tin thì anh có kể rằng là anh nhớ rằng ba anh ấy là đi lính chế độ cũ, thiếu úy. Nhưng mà anh có nhắc đến một cái chi tiết là đằng sau cái tai của ông ấy thì đằng sau màng tang là có một cái vết sẹo. Đó, anh nhớ đúng không? Và anh còn nhớ một chi tiết nữa là đằng sau lưng mẹ có một cái nốt ruồi. Đúng không? Một người con trai 6-7 tuổi mà nhớ kỹ như thế về ba mẹ mình, đứng đằng sau để lặng lẽ nhìn ba mẹ mình như thế thì phải là một người rất là yêu ba mẹ đúng không? Mẹ không nhìn mẹ mà. Hồi gửi cô nhi viện, ông bác, mẹ, ông ba đi chăm con và má không đi. Anh tủi thân đúng không? Anh nghĩ là mẹ bỏ đúng không? Anh tủi thân đúng không? Cho nên anh không tìm về phải không? Anh ấy có một cái suy nghĩ mà rất là lạ lùng. Bọn em bất ngờ luôn. Dạ. Em trai 3-4 tuổi. Rồi đến một đứa em nhỏ mới sinh. Rồi còn chú là lớn nhất. Em trai 3-4 tuổi, còn chú lúc đó là mấy tuổi thì chú bị đưa vào trong cô nhi viện? 6-7 tuổi. 6-7 tuổi. Chú là cùng cha khác mẹ. Bây giờ cứ suy nghĩ. Ok, hai đứa là đứa con mà. Cứ suy nghĩ. Cùng cha khác mẹ. Lúc 6-7 tuổi thì cháu nghĩ làm sao chú biết được đó? Mẹ nói nhỉ? Không, lớn rồi mới nhớ là. Chứ gái cô nhi viện cha mẹ không vô thăm con. Không vô thăm nên sao là chú nghĩ vậy thôi hay là chú có nghe mẹ hay là nghe ai nói vậy không? Không biết. Tôi suy nghĩ cùng cha khác mà. Nên khi cha mất là mẹ không có vào thăm nữa. Cha mất là chú nghe ai nói cha mất? Mấy người ở gần bà con sớm á. Cái hồi đó ông mất là không biết về ở kia nào mình mất rồi. Mấy người hàng xóm họ nói. Hàng xóm họ nói. Là trước khi chú được đưa vào trong cô nhi viện đó thì là chú có nghe hàng xóm họ nói vậy? Không. Đừng về tớ bà con hàng xóm rồi. Là cái sau này chú về tìm thì người ta nói vậy? À. Chú về tìm trước năm 75 hả? Không. Tìm năm... Không. Năm 2000. Năm 2000. Năm 2000 là chú vào trong Sài Gòn, chú tự đi tìm. Mấy người nói. Chú tìm được ai? Không tìm mà nhà bán trò. Nhưng mà có thấy người ta có nói là mẹ với lại hai em của chú chuyển đi đâu không? Không. Nhưng mà người ta có nhận ra được chú không? Không biết họ nói nhà cửa nè.
người khác ở, chứ đâu quen biết. Thôi nói vậy thôi, nghỉ ăn cơm. Ừ. Nhưng mà nếu mà dù rằng em cùng cha các mẹ thì chú không muốn tìm lại họ. Cũng thế nhỏ tìm lại mà không biết tên. Hồi 6 tuổi là gửi cô đi viện mà. Trong ý là chắc không phải cùng cha các mẹ đâu, chẳng qua là chắc là có chuyện gì đó thì bà không đến đón chú chứ sao lại cùng cha các mẹ đâu. Dạ, là chú tự nghĩ vậy thôi phải không ạ? Chứ không có ai nói vậy cả. Rồi, bao nhiêu ăn cơm. Cả nhà rất là chiều anh ấy đó. Anh Oai chắc là người mà có nhiều tên nhất đấy trong số những người đến với như chị em trên đi. Anh có tên là Vũ Quốc Oai này, anh có tên là Lê Tuấn Chơi này. Ở anh Độ có cho biết ở nhà mọi người hay gọi là gì ạ? Mọi người Lê Tuấn Chơi là cái xóm làng họ nói cái gì anh này mà Lê Tuấn Chơi là không phù hợp. Anh nói là cái danh này đúng là Lý Mì là hiền quá, ai cũng thương. Ai cũng thương. Nói chung sống là coi như ở xung quanh đó là anh em đồ phía vợ là họ thương hết, họ mấy hết. Gọi là anh Mì. Cho nên anh lại gọi hiền như vậy. Nhưng mà hình như là đầy tuổi thân. Anh ấy tuổi thân nhiều quá, anh tưởng tượng ra là anh là con riêng của ba, cho nên mẹ không đi thăm, tội nghiệp chưa. Nào, anh còn một tên gì nữa? Hồi bé anh còn tên gì nữa? Anh ghi ra đây. Ghi thôi. Cái lúc hồi đi học anh tên là gì? Vũ Nguyễn Dũng. Rồi, thế anh có nhớ tên ba không? Tên ba là gì? Vũ Quốc Thái. Tên mẹ là gì? Nguyễn Thị Hoàng. Còn hai người em là bây giờ anh quên rồi. Còn trong thời gian mà Di Trẻ với Chi Ly hỏi qua hỏi lại rất nhiều lần thì anh ấy nhớ rằng tên có một người em tên là Đạt và một người em tên là Trang. Vâng, thì đầu tiên là chúng tôi đi tìm theo những cái tên ạ. Vâng, ở ba thì anh nhớ là Vũ Quốc Thái và mẹ là Nguyễn Thị Hoàng. Anh ấy thì là Vũ Quốc Oai. Sau đó thì có một người em thì có thể là Vũ Quốc Đạt. Có một người em gái út nữa là Vũ Thị Trang. Ví dụ vậy thì bọn em cố đi tìm xem có một gia đình nào như vậy không, nhưng mà không có kết quả. Như vậy tức là bế tắc rồi đấy. Bế tắc theo cái hướng tra cứu tên như thế này. Nhưng mà em nhớ là đấy, anh có nói đến cái tên của anh là Vũ Nguyễn Tiến Dũng. Anh nhớ đúng không? Hồi đi học. Vậy thì bây giờ thử nào. Ba anh là Vũ Huỳnh Thái. Ông Vũ Huỳnh Thái và bà Nguyễn Thị Kim Hoàng có con là... Vâng, anh là Vũ Nguyễn Tiến Dũng. Nếu như anh là Vũ Nguyễn Tiến Dũng thì người em của anh ấy rất có thể sẽ tên là Vũ Nguyễn Tiến Đạt, chứ không phải là Vũ Quốc Đạt. Nếu mà là Vũ Nguyễn Tiến Đạt ạ. Vâng, Vũ Nguyễn Tiến Đạt, chúng tôi đi tìm một người tên là Vũ Nguyễn Tiến Đạt. Có ba là tên là Thái, mẹ tên là Hoàng, có em tên là Trang. Vâng. Thì có kết quả. Nhà thờ Ba Chuông. Đây là nhà dòng Thomas, nó nằm ngay ở bên cạnh nhà thờ Ba Chuông, lúc ấy là nó đây này. Nhà dòng Thomas mà anh gọi là nhà dòng Tha Ma. Nhưng mà nó là Thomas. Quay nhà thờ. Dạ. Anh quay nhớ nhìn hình này em nhớ rồi. Đó, ba chuông, hát chuông
Mà hồi xưa nó gọi là nhà thờ gì? Ba Chuông. Xưa giờ cũng gọi là Ba Chuông. Trong hai người đàn ông này có một người mang tên Vũ Nguyễn Tiến Đạt. Ba cái chuông làm chén đấy. Cái dòng này là dòng năm. À, câu này gọi là câu gì đó? Không phải lại là ngay dưới chân cầu nè, đứng đây nhìn xuống thấy cầu là. Vậy là coi như viên Bình Lợi là nó nằm ở đâu? Nằm ở gần đây hả? Dạ, gần đây này. Gần dưới đây là cầu Bình Lợi nha. Dạ. Đứng ngay nhìn xuống cầu Bình Lợi á. À. Vậy coi như viên Bình Lợi có phải là của nhà dòng không? Nhà dòng luôn. À. Còn một người mang tên Nguyễn Hoàng Thành. À, là hồi xưa là chú cũng có vài lần xuống đây không? Có vài lần xuống đây. Là hồi xưa cứ ông già đi xe đạp á, chở đi ngang chuẩn bị một cái chạy trọt cho đi nhà thờ. Hồi xưa nhà thờ nhỏ xíu à. Mình nhà thờ này hồi xưa nhỏ xíu à. Ờ, nhỏ xíu. Bự thôi. Mới lại hết rồi, cái chỗ Fatima Bình Triệu. Nhưng mà anh nhìn cái này thì anh sẽ nhớ này. Anh có nhìn thấy cái tháp chuông không? Vẫn còn như hồi xưa. Vẫn giữ lại cái tháp chuông hồi xưa. Bây giờ nó nằm ở chỗ trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh. Đó, tháp chuông kìa. Có thấy quen không? Anh đã học ở đấy lâu đó. Anh đã học đó lâu đó. Trước khi anh sang Bình Lợi. Học đúng không? Học 2 năm đúng không? Đấy, bây giờ nhé, mình đi qua cầu thì mình sẽ tới cái nơi mà anh nói rằng anh đã bị bỏ lại. Đấy là cô nhi viện Bình Lợi. Cái thời gian đó anh có nhớ là ai đưa anh đến đây không? Ai đưa anh đến chỗ Bình Lợi không? Có không? Không nhớ. Bác là ai? Bác là anh của ai? Của mẹ hả? Em với ông già. Em của ông già? Em. Anh của ông già, bác ba. Đây, hồi xưa đây này, ở đây là cô nhi viện Bình Lợi. À, anh có nhớ không, đi từ cô nhi viện Bình Lợi đi ra bờ sông nhìn sang bên kia chính là Fatima Bình Triệu. Anh có ra đây không? Rồi anh sẽ thấy rằng là những gì mà anh tủi thân anh đứng ở đây anh nghĩ ấy, nó không có đúng, không ai bỏ anh ở đây cả. Cả nhà hy vọng vào anh, cả nhà hy vọng vào anh sẽ học linh mục, anh sẽ trở thành linh mục, anh làm sáng danh cho cả gia họ. Học tới lớp nhất. Lớp nhất tức là lớp 11. Lớp 5 bao giờ đó? Lớp 5 tức là 11 tuổi ạ. Anh có thể tưởng tượng là không ai trong gia đình anh, như bọn em tìm hiểu, biết rằng là anh đã vào cô nhi viện. Tất cả mọi người nghĩ rằng anh đã học như là một chủng sinh đó, học ở trong nhà dòng để trở thành tu sĩ. Và cho đến tháng 4 mọi người nghĩ rằng anh đã được đưa đi nước ngoài rồi. Mọi người luôn luôn nghĩ rằng anh đã đi học và trở thành linh mục. À, có một người mà anh, có một người đầu tiên anh sẽ gặp ngay bây giờ. Đấy chính là người mà con của bác Thi, là người mà đã chở anh vào đi học nhà dòng. Và đây là anh. Anh Thành. Anh Thành, con của bác Thi. Ai ơi. Anh Thành. Anh Thành, con của bác Thi. Ai ơi. Em nhớ anh không? Anh nói hồi xưa đi, anh kể em đi. Mình, hồi xưa anh em mình hay lộ bộ đi học trường Saint Thomas á. Ngoài nhớ anh không? Cho anh làm. À.
em trai. Nhớ anh không? Anh cũng già rồi, thì giờ em cũng già hết trơn. 50 năm khổ nạn rồi, anh ngồi đây. Năm mươi hai năm rồi anh em mới gặp lại nhau á. Gia đình cứ nghĩ là em không còn mà. Dạ. Hay là gia đình cứ nghĩ em bên Mỹ. Anh Thành thì hiện nay đã là Việt kiều ở Canada. Anh sang Canada sinh sống từ năm 1978. Và rất là may là lần này anh về. Anh về lại đúng lúc mà tìm được anh Oai. Anh không mừng không? Anh nhận ra không? Tức là trước đây chỉ trước đây có mấy tiếng thôi, anh không có nhớ ai hết. Bây giờ anh đã nhớ là anh đi học với ai và nhớ ông bác rồi đấy. Thì em nhớ ba anh không? Năm thi. Ba là năm thi chứ không phải là ba thi. Ba thi năm. Lúc đó ấy thì là hai anh đã cùng học với nhau ở cái nhà dòng Thomas đúng không ạ? Dạ, trường Thomas. Trường Thomas ở ngay bên cạnh nhà thờ Ba Chuông. Và sau đó mà gia đình đâu có bỏ em đâu. Có ai bỏ đâu. Lúc ấy là sao? Đáng ra là hai anh cùng đi học để lên làm thành linh mục. Đấy là niềm tự hào của gia đình. Nhưng mà về sau á thì gia đình vẫn nghĩ rằng anh sẽ có khả năng để đi làm linh mục nhiều hơn, cho nên là cuối cùng thì đưa anh đi. Và anh được lên là chỗ nhà thờ Kỳ Đồng. Anh học từ năm lớp 7 đúng không? Năm 7 tuổi đúng không ạ? Vâng. Rồi sau đó khi mà cha của mình là cha Trịnh Thiên Thu. À, cho mình xem cha Trịnh Thiên Thu. Anh Oai nhận ra không? Oai nhận ra cha Thu không? Đúng không? Đúng là anh đã học cha Thu không? Bác Ba là mối ông Ba gửi cô nhi viện. Bình Lợi. Vậy là sao? Đến khi anh học lớp nhất là 11 tuổi mà gia đình không ai biết gì cả. Không ai biết gì cả. Anh Thành không biết, mẹ không biết, ba không biết, bác Thi không biết. Tội. Đúng rồi, học lớp 2 ở Bình Lợi. Vâng. Anh đã, mọi người đã gửi để anh đi học thầy. Đi học ông Thu. Ông Thu là người mà đã sang Rome và về dạy thần học cho các cha xứ ở trong nước. Cho nên gia đình rất là tự hào và nghĩ rằng anh sẽ thành đạt. Cho mình được quay trở lại Lê Văn Sĩ đi. Anh đã tìm rất gần ở chỗ Lê Văn Sĩ rồi. Đáng ra là anh đã tìm được gia đình của anh rồi. Nó chỉ thay đổi cái hẻm thôi. Một người từng được gọi là dân chơi Sài Gòn, nhanh nhẹn thế mà năm 15 tuổi lại không tìm được về nơi ở cũ. Chỉ có thể là anh không thực muốn tìm về. Khu vực này ngày xưa gọi là ấp Tân Canh, nay là phường 1 Tân Bình. Gia đình ở con hẻm 281 Lê Văn Sĩ, đối diện xéo với đường Tân Canh. Trước mình hẻm ngoài đây là chú ở cô với chú Ai là ở đây luôn. Đúng rồi. Xong rồi là mình đi rồi học. Bà cũng ở căn này luôn. Bà ở cái căn màu trắng đó. Xưa nhà cửa còn thưa, bảy gia đình cậu dì bên ngoại đều sống chung một con hẻm này. Bà ngoại sống cùng gia đình và chăm sóc ba cháu Oai, Đạt, Trang khi ba mẹ vắng nhà. Nhà mới nay ở hẻm 281/26. Cũng chỉ cách nhà cũ có một đoạn đường. Hai anh em, anh Đạt và chị Trang vẫn sống chung một nhà từ xưa bé. Hai anh em đều đã lập gia đình dù rất muộn.
đến giờ đã trên dưới 60 tuổi, khi cha mẹ đều đã đi xa, hai gia đình nhỏ của họ vẫn chung một mâm cơm. Không những thế, hai gia đình còn kinh doanh chung một tiệm hủ tiếu để mưu sinh. Thuận hòa anh em dâu rể thật hiếm thấy. Này ăn gì má? Cô Lan, cô tí mì. Cô có bị chân có bị đau không? Có, đau khớp gối. Ông nói là ông không cho bán, ông nói là để lại con cháu ai đi đâu thì về đây. Coi như nhà thờ tổ, ông nói vậy. Ông nói là tao bán, tao chia hết cho tụi bay rồi, chia phần hết rồi. Còn cái này là giữ lại, không có bán. Rồi ông ra công chứng là làm tên bốn đứa con. Thế nào bán là tao phạt. Thì đó, bốn đứa đó, chia tao ghi tên bốn đứa vô là... Còn ngày xưa lúc mà ông già bà già là đi trích lục lại cái hôn thú á, thì mới điền lại cái tên nha. Lúc đó giấy cây xanh tụi tôi á là không có, mới điền cái giấy cây xanh điền vô đây luôn, là tên tôi với tên anh Oai với tên tôi đó, hai người là lúc đó là mới đứa, có hai người mới à. Có hai người nè, lúc ông già đi trích lục lại hôn thú á, lúc đó mới hai người là tôi với anh Oai. Anh Oai tên trong giấy tên là tiếng, Vũ Nguyễn Tiến Dũng à, trong giấy tờ ra giấy tờ rồi. Rồi tên của Nguyễn Tiến Đạt đây nè. Ủa còn tên Oai thì là... Oai là gọi ở nhà thôi. Ở nhà. Gọi ở nhà thôi. Tôi nhớ là cái năm mà anh Oai vô trường á, là mới chích được cái giấy cây xanh á. Rồi bản chính bản gì rồi đem theo vô trường luôn. Nên bây giờ ở nhà không còn giữ cái giấy cây xanh của anh Oai nữa. Đó, là đem vô trường nộp trong trường học luôn. Lúc đó là thời gian nó chưa có chích được cây xanh. Đó. Còn tấm này á là chụp ở xóm, là mà anh Thành rồi thằng em con cậu á đó, thằng đâu nè đó, đó thằng ngồi kế anh Tuấn á, còn anh Tuấn nữa đó, quay đứng đây nè, quay đứng đây nè, quay đứng làm sao á, đó đó, đó đứng sao làm sao á, hình nhỏ quá, hình hồi xưa đủ nhỏ nhỏ vậy thôi mà. Tấm hình này không có tôi, tấm hình có đoàn thằng là con cậu á, đứng trước đó. Xóm này luôn đó, à, xóm này luôn, xóm giống phía trước nè, phía trước căn bên này nè, trước rồi đó. Con cháu nó đứng chơi thì chụp gì mấy chục năm hả anh? Nhớ lúc đó bác mới mua cái máy chụp hình đó, nó cứ mang ra chụp thử máy luôn. Còn tấm này là tôi với ngoài là với Trang á, là chụp chung với nhau là ở Sở Thú á, đó bà già Thảo Cầm Viên. Ừ. Đó. Hồi xưa là Sở Thú á. Hồi xưa gọi Sở Thú á. Ngoài là lớn nhất là đứng đây, rồi tôi đứng bên đây. Đó, Giang thì bà già đứng bế. Nhìn cái hình này thấy thằng Ngoài nó cao dữ. Đó, cao. Cao thì giống mẹ là cao, giống ba lồng. Em giống ba em lùn. Ai giống mẹ thì cao. Tấm này trước khi anh Ngoài trước khi đúng rồi, trước khi học đúng rồi. Chứ ở nhà thì mấy anh em đi chơi đó, cuối tuần bà già mới chở đi chơi. Hình này là hình ông già chụp á, ông già chở đi chơi mà ngồi, lúc đó ngồi trên chiếc xe ông La Đam, ông già chở đi chiếc xe ông La Đam á. Mà nói là bốn người á, ngồi đi xe đam chở lên. Dạ, có máy ảnh. Máy ảnh, lúc mà mua cái máy ảnh nhỏ nhỏ này, cũ đắt á, nhỏ nhỏ. Không nhớ nữa, không nhớ. Để lúc đó thì
những cái tấm hình này á, chụp là lúc mà ba của tôi mua được cái máy ảnh mới, rồi với chụp hình lôi con cái ra chụp, thì chỉ nhớ như vậy thôi. Nhưng mà cái điều rõ nhất tôi nhớ ở em Hoài á, là lúc gia đình đưa em đi học á, là gửi lên chủng viện chứ không phải là cô nhi viện. Chủng viện Fatima đó là cha Thu, cha này á, là cha giới thiệu em lên chủng viện Fatima. Tại gia đình mong mỏi em là em đi tu. Rồi cái người bác ba nào mà gửi em vô cô nhi viện, thật sự anh không biết là ai á. Em nói bác ba nào. Bác ba là anh của ba. Dạ, anh bác ba. Cái này thì anh không biết được, tại vì cái này, tại ba anh là thứ năm, ba bác đưa em đi lên gửi cho đường kỳ nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế để gặp cha Thu. Rồi cha Thu giới thiệu em đi lên học ở chủng viện Fatima. Còn anh không biết lý do tại sao mà em lại vào cô nhi viện. Nhưng mà năm 74-75 á, là mẹ với bác năm trai có lên cho chủng viện này gặp nè, kiếm em để đón em về. Nhưng mà lúc đó, đó thì những người trong chủng viện họ nói, họ đưa tất cả những người học trong chủng viện này đi qua Mỹ. Tóm lại là anh biết không, tức là gia đình kỳ vọng ở anh rất nhiều, đặt rất là nhiều cái sự tự hào vào anh. Chứ gia đình không có bỏ anh, và mẹ của anh là mẹ của anh, ba của anh là ba của anh, và ông bà đã chờ anh rất là lâu. Ông bà sống thọ, đúng không ạ? Dạ, bây giờ mình sẽ xem tiếp ha. Dạ. Cô có giống mẹ không nhỉ? Giống mẹ như đốt. 10 người là hết 10 người kêu giống mẹ. Đó, bố đó. Ông với mẹ nghiêm. Nghiêm khắc. Nghiêm đó. Nghiêm trong mọi chuyện. Có phải vì vậy mà cô với chú Đạt lấy muộn không? Dạ. Đây nè, tấm này cũng rõ hai ông bà nè, đang đeo nữ trang cho mình nè. Đó, nhà cũng có sơ nè, thấy không? Dạ. Là chị họ của mẹ đó. Chị đôi con dì á, chị em đôi con chú con bác đó làm sơ nè, đi dự nè. Bởi vì gia đình thích đi tu lắm, có người đi tu lắm. Ngày xưa ông bà mình á, một người trong cái gia đình á, mà có người là linh mục á, là có họ là thấy lỡ mày nó mặt lắm. Cái mong muốn làm là nhà mình có một người đó là vậy đó. Cụ Vũ Huỳnh Thái và cụ Nguyễn Thị Kim Hoàng đều là người theo đạo gốc từ miền Bắc di cư vào Nam. Vì tin tưởng vào con trai đầu lòng sẽ làm sáng danh cho gia đình họ hàng, bà hai cụ đã gửi ông Oai đi học ở nhà dòng Kỳ Đồng từ lúc 6-7 tuổi. Mà ông có thiên hướng mà ông đi lên á thì tốt, mà không được thì thôi thì ra ngoài mình trở về nhà mình cũng ráng hướng như vậy thôi. Rồi đến lúc sau 75 á, cô tôi với ba tôi có lên trên này để đón em Oai về á, thì các sơ nói là đã đưa chủng sinh á, gọi là mấy người học ở trong chủng viện gọi chủng sinh đi hết rồi. Là lúc đó là có hai cái chuyến bay đưa tất cả chúng sinh ra nước ngoài á, thì có một chuyến bay bị rớt khoảng 248 người. Thì gia đình cứ đinh ninh á, là em Hoài á, tại vì nếu mà em còn sống là em đã kiếm cách liên lạc với gia đình rồi. Rồi gia đình lúc đó năm 75 thì bản thân ba tôi cũng học tập. Rồi còn có mình cô tôi á, mà mấy đứa em thì nó còn quá nhỏ đi. Dưới em Đạt và Trang, ông Oai còn có hai người em nữa. Thuận Hòa sinh năm 72 và Thanh Bình sinh năm 74. Có thể người mẹ đã quá bận bịu con nhỏ nên ít thời gian lui tới nhà dòng thăm con trai lớn. Nên cụ đã không biết con trai mình bỏ trốn ra ngoài. Tại vì cũng đâu có ai muốn này những cái chuyện xảy ra nên thì em nghĩ anh Ngọc cũng hiểu.
Nó mười mấy tuổi rồi còn gì nữa. Ngoài nó đi hình năm 68 á. 68 69 70 gì à. Ừ vậy là thằng ngoài nó nhỏ hơn anh 2 tuổi. Ủa nhưng mà lúc đầu mẹ nói là tuổi tí mà. Nhưng mà nếu mà không có ở nhà, không phải ý là không có phải nhà dòng á. Nếu mà người khác nuôi á thì ông cũng kiếm về đâu rồi. Chứ không để như vậy nè. Thì anh không biết là nó còn ở nhà dòng không. Nhiều khi bây giờ gọi nó thằng thằng em mai mốt gặp nó mà nó bận áo dầm gọi nó dạ thưa cha. bởi vậy tụi bay phải chuẩn bị tâm lý nghe chưa. Thời điểm tháng 3 năm 1975, cụ Thái đi lính trên Buôn Mê Thuột và mất tích. Cụ Hoàng cứ sáng ra lại gửi 4 con nhỏ cho mẹ giữ rồi chạy tới nghĩa trang Biên Hòa. Rồi lại chạy lên nhà dòng tìm con. Nhiều tháng sau, biết nơi chồng học tập, cụ Hoàng bế con lên thăm và báo tin Oai đã mất tích. Cụ Thái đã ngã ngất, tưởng không qua khỏi. Sau này cụ hay bảo, tưởng gửi con đi để con thành linh mục, ai ngờ. Sau 16 tháng, cụ Thái lên Long Khánh mua đất trồng dẫy một mình, còn người mẹ bán cà phê lẫn máy may khung xe đạp ngay đầu đường Lê Văn Sĩ để các con ở lại thành phố tiếp tục ăn học. Nhiều năm sau, cụ Thái mới trở về thành phố cùng 2 con trai út mở tiệm làm cửa sắt trên Tân Bình. Anh Hòa và anh Bình gần đây đã sang Mỹ định cư cùng gia đình. Người mẹ mất năm 2014, còn người cha mới mất tháng 11 năm 2021, ngay khi thành phố vừa mới hết cách ly dịch Covid. Thì bà nói là nếu mà nó còn sống thì nó cũng lớn rồi, mười mấy tuổi rồi là cũng hiểu chuyện rồi, thì thế nào nhà dòng chẳng đưa địa chỉ cho mày đi tìm. Cứ nói hoài chứ, bà coi chương trình như chưa hề có chữ ly này bà nói hoài à. Bà nói chứ. Trời ơi, phải chi thằng Oai nhà mình nó còn sống hả, nó đăng ký cái chương trình này ha, nó về nó tìm mình. Bà cứ ngồi bà nói vậy á, chắc là nó chết rồi quá, nó chết rồi nó mới không có đăng ký chứ, nếu mà không thì nó cũng đăng ký nó đi tìm mình chứ. Vậy sao nhà mình đăng ký? Mà cứ ngồi lẩm bẩm nói mình á, sao thằng Oai nó không tìm về ta, mẹ nghĩ là nó phải tìm về chứ mà sao, chắc là nó chết rồi quá, cứ ngồi nói vậy đó. Còn ông anh thì nói chung là ông anh thì nếu mà tức là trước khi đi nó còn lớn rồi, tức là cũng hình dung là cái nhà mình khúc nào là ngay cái giáo xứ Ba Chuông á, là ngay giáo xứ Ba Chuông là biết rồi, sao không mường tượng được mà trở về để đó. Bây giờ nhắc hoài à, coi chương trình này hả, chị Nguyên, mẹ mà ngồi coi chương trình này là mẹ nói hoài vậy nhà chứ. Chiều á, chiều không tối phát sóng chương trình này mẹ ngồi dưới này nè. Ừ. Là cứ ngồi coi có nói chắc nó chết rồi. Cho nên thì ở nhà ai cũng tin tin ngay cả bác. Nói chứ nó lúc đó nó cũng mười mấy tuổi là nó cũng hiểu rồi, nó cũng phải hỏi đường về chứ, nhà mình đâu có đổi đi đâu đâu. Thì cũng phải hỏi đường đi về nhà chứ. Lúc đó là nếu là, còn là, sống là cũng phải hỏi đường. Tức là biết chứ, là đi học là cái đi đường này ra là Ba Chuông này nọ biết chứ. Mà sao mà không quay về mà không hiểu thì sao đó đó. Là mất tích luôn lúc đó luôn á. Vậy đó, nếu coi 50 năm khổ nạn đã bắt đầu như một cuộc chơi trốn tìm, thì anh Oai đã trốn quá xa, quá lâu, không ai tìm được. Chứ đâu phải mẹ cha và người thân đã bỏ rơi anh. Đẹp kìa, à, mấy đẹp nó rất mong gặp em. Con chị
giận em không? Giận em không? Anh ta nhớ lúc cần mấy ba mươi người. Anh đây là em vợ của anh ấy. Đây là em vợ. Em chị Dân. Anh vẫn nhớ. Hai cháu con của anh đây. Nhớ dạ. Nhà cũng ở chỗ đó. Con gái của anh. Dạ. Con trai. Con muốn chơi sau đó. Sau mình luồn qua bên nhà của bác Nam, bác Nam Nhân Thành nè. Mà giờ là chuyển qua bên đó ở, vẫn là cái khu đó thôi chứ không có ở đâu hết. Vẫn ở khu đó. Tại vì nhỏ quá, lúc nhỏ quá, lúc chút xíu mới qua ông tuổi mới học lớp. Dạ. Thế này là ba sẽ khỏe ra hết. Sớm mà gặp sớm là ba còn xong. Thấy ba với chú giống nhau không? Ba hồi năm giống ha. Dạ, cho chúng ba. Oh, wow. Hai còn hai thằng em trai nữa đang sống bên Mỹ á. Nó không về đợt này, nó không về được rồi. Tại về không kịp đi rồi, tại vì bên đó đâu phải sắp xếp. Mà tôi may cái đợt này tôi về. Bà mong dữ lắm, bà mong gặp dữ lắm. Dạ. Bà mong gặp dữ lắm. Hồi đó thì anh đi vô trường thì tụi em còn bé quá, tụi em không có biết. Chỉ nghe mẹ nói lại thôi. Dạ. Dạ. Cứ trăm trăm cái xô mà cho gặp như giờ này là chắc âm bà cũng mắc rồi, trăm cho gặp cô. Gặp cô với chú. Gặp cô với chú. Này cũng giống cô thiệt cả chứ giỡn nhậu. Ngó cái mặt đây chứ. Này em với con cháu này cũng tựa tựa rồi nè. Này mơ bà. Cách này sao tháng trước là em nó nói còn rõ lắm. Anh Lê Độ là đã đón anh về vào năm 75 đấy ạ. Nhưng mà cái tôi thắc mắc tại sao em đang học cái trong chủng viện mà lại đi nhảy với cô như viện lại trốn nha. Dạ. Em hiểu tại sao mà lương học mà nó bỏ trốn ra mà không về. Cái đó mình không biết. Có lẽ là anh ấy tự ái. Dạ. Anh còn tưởng tượng là có thể là mẹ không phải là mẹ đẻ. Dạ. Mà mẹ. Mà, dạ. Đó, anh tự ái. Lúc đó anh cũng cho tiền. Dạ. Hồi giải phóng đến đó, rồi anh nói thôi anh về quê. Anh dạ. Có một ít tiền anh chia hay ra là tại vì em nó nói là không có nơi nương tựa đó. Dạ. Nhưng mà em nó không chịu. Mà em nó nói đi về. Mình không hiểu sao mà trốn ra mà không nhà trường không báo về cho gia đình biết là trốn ra hay sao ha. Không hiểu luôn. Lúc đó đi ra là bị có một cái lý do gì đấy mà anh không còn ở bên chủng viện nữa. Dạ. Mà ai đấy đã gửi anh sang cô nhi viện. Là bên cô nhi viện thì chắc người ta không có chăm sóc gì đâu. Dạ. Dạ, dạ. Bố anh em thì bác ba là bên má hay bên bà? Em với anh. Bác ba là bên má. Hay bên ba? Định cư bên Mỹ. Anh của ba hay anh của má? Nè mơ bà. Anh sẽ phải viết. Thì hồi xưa mấy anh em đi học chung với nhau mà. Nhưng mà tới giờ tôi biết tôi lớn hơn ngoài tới 4 tuổi là. Lớn mấy tuổi mà nên trẻ thì nhìn là trẻ. Không. Mà cứ nghĩ đâu có biết nó trốn ra kiểu vậy. Trốn hồi đó là chắc là bình lời. Tội. Không thể hiểu được. Dạ. Lâu quá. Dạ. Lâu quá rồi không thể nhớ nổi. Lúc ấy đi lại khó khăn làm sao mẹ bế hai em, mẹ làm sao đi tìm anh được. Dạ. 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 Ba thì đi lính, mẹ làm sao bế cho nên là nó mất một thời gian không có đến thăm rồi anh biến mất. Sao anh trốn ra khỏi cô nhi viện sao lại tìm được. Trốn làm sao mà không phải về. Dạ, không tìm về. Mà trường không báo lại không hiểu. Mời hai em đi về quê hả? Đi về Tư Nghĩa hả? Chắc là các anh sẽ đưa anh về nhà. Đúng rồi. Anh sẽ đi đúng con đường xưa hồi xưa đi học á, sang chỗ nhà thờ Thomas.
50 năm rồi đấy. 50 năm rồi mới quay trở lại đó. Rồi, chúc mừng gia đình nhà mình. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chương trình nhiều. Dạ, cảm ơn chương trình. Khỏe đây nhá. Con khỏe nhá. Giữ sức khỏe cho anh ấy. Dạ. Nhớ. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Độ. Rồi, chúc mừng cả nhà nhá. Dạ, cảm ơn chị. Giờ mình ăn cơm nha. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình này được ghi hình khi mà vừa mới diễn ra một cái sự kiện, đó là concert Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn ở Ninh Bình. Và cái điều nó liên quan đến Như Chè với Chia Ly khiến cho chúng tôi rất là bất ngờ. Chúng tôi không tưởng tượng được cái điều đấy nó lại liên quan đến Như Chè với Chia Ly. Chính là ở chỗ Hà Anh Tuấn đã tuyên bố tặng cho Như Chè với Chia Ly 500 triệu để Như Chè với Chia Ly có thể tiếp tục hoạt động. Chính xác là Hà Anh Tuấn không thể biết được là chúng tôi đã đến mức cạn kiệt, không thể tiếp tục hoạt động được nữa sau tháng 2 này. Nhưng một lý do nào đó mà bạn đã đến và bạn ấy đã trao tặng 500 triệu trích từ tiền vé để mà cho chúng tôi có được khả năng ít ra là trong vòng 2 tháng để có thể hoạt động. Và tiếp theo Hà Anh Tuấn thì còn có những người khác nữa, ví dụ như là có một bạn là bạn Lan Anh ở Hà Nội có gửi tặng chúng tôi 100 triệu thông qua tài khoản của Quỹ Vietnamnet. Và thêm nữa, ví dụ như là các bạn của fan club của Hà Anh Tuấn. Thực ra là hôm nay đây là lần đầu tiên bọn em được, thực ra đã xem chương trình qua vô tuyến rất là nhiều, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên bọn em được xem một cái show. Và chị có thể thấy mọi người ai cũng đang rơm rớm nước mắt đấy ạ. Thì em rất là cảm ơn chương trình đã làm tạo nên những cuộc đoàn tụ với mọi người với nhau. Đây là cái phần rất là nhỏ bé của bọn em, bởi vì thời gian nó rất là gấp gáp ạ, chỉ trong vòng một ngày. Em nghĩ đây là chỉ là một phần nhỏ có thể hỗ trợ được cái bản chi của mình thôi, nhưng em hy vọng là có thể giúp một gia đình, một hai gia đình nào đấy tìm được gia đình. Và bọn em rất là tự hào khi bọn em được làm fan của anh Tuấn, làm những điều tử tế, sống làm những điều có ích cho xã hội. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Em tên là gì? Dạ em là Tú Anh ạ. Cảm ơn Tú Anh nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn 15 bạn đã đến đây. Hôm nay các bạn có mặt ở đây là các bạn cũng chỉ trong một ngày thôi, các bạn đã quyên góp cùng nhau để chúng tôi đã có gần 100 triệu, chính xác là 81 triệu. Cảm ơn các bạn. Những cái điều này nó là một cái sự gọi là tiếp sức cho chúng tôi rất là lớn, bởi vì là Như Chè với Chia Ly là một hoạt động thiện nguyện, nhưng mà để tiến hành một cái show như thế này, để tiến hành một cuộc tìm kiếm, để tiến hành gọi được các bạn trẻ cùng tham gia với chúng tôi, cùng tham gia tìm kiếm và kể những cái câu chuyện bằng hình như thế này, thì nó cũng phải có chi phí. Và như quý vị thấy rằng là từ lúc mà Như Chè với Chia Ly trong vòng 4 năm nay, Như Chè với Chia Ly hoàn toàn dựa vào sự ủng hộ của quý vị khán giả, không có dựa vào nhãn hàng, không có một đơn vị tài trợ nào cả, thì chúng tôi đã được quý vị nuôi nấng như thế nào. Đầu tiên là Hà Anh Tuấn đã giúp chúng tôi 3 tỷ. Và với cái sự ủng hộ của quý vị, mỗi một ngày tăng lên một chút thì nó là như thế kia. Mỗi một tháng chúng tôi nhận được từ tiền ủng hộ là màu xanh, cái phần mà phải chi phí rất là tiết kiệm thì nó là màu vàng. Và cái mức mà che phủ của cái tiền ủng hộ cho cái chi phí thì nó chừng độ, có lúc thì nó là một nửa, có lúc thì nó là 1/3, có lúc thì nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên điều đấy có nghĩa là chúng tôi đang rất thiếu tiền và sẽ phải dừng hoạt động nếu như chúng tôi không nhận được một cái sự ủng hộ lớn hơn nữa. Tôi biết rằng những hành động của quý vị là ủng hộ chúng tôi khi mà thấy chúng tôi vô cùng khó khăn là quan trọng. Nhưng đối với chúng tôi, lời kêu gọi của chúng tôi là quý vị hãy luôn luôn cho chúng tôi một góc ở trong trái tim quý vị đi. Mỗi một tháng quý vị chỉ cần trích ra một khoản rất nhỏ thôi, 20.000 thôi, và trừ tiền thuận lợi thông qua các cái app của ngân hàng, có trừ tiền định kỳ, tham gia những cái gói 2 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì cứ mỗi tháng người ta trừ thì 20.000. Nó là một cái khoản mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người có thể tham gia để làm nên những cuộc đoàn tụ ở trong Như Chè của Chia Ly được. Và điều đấy là chúng tôi mong muốn nhất, bởi vì chúng tôi không mong rằng mỗi khi quý vị thấy thương chúng tôi quá thì cho chúng tôi một khoản tiền lớn. Chúng tôi mong rằng cái việc mà nghĩ đến Như Chè Chia Ly nó là đều đặn, không cần quá nhiều nhưng mà nó đều đặn.
để chúng tôi có một cái nền tảng nhất định. Nếu như chúng ta có 30.000 người cùng ủng hộ cho Như Chị Hiểu Chi Ly, mỗi tháng chỉ 20.000 thôi, nghĩa là Như Chị Hiểu Chi Ly đã hoàn toàn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Và chúng tôi chỉ còn tập trung để mà tìm kiếm đoàn tụ và tổ chức những cái câu chuyện, những cái show như thế này để kể những câu chuyện nhân nghĩa bằng hình. Chúng tôi mong là quý vị nếu mà có ủng hộ Như Chị Hiểu Chi Ly để cho các bạn trẻ, những cái người rất là có năng lực và có nhiệt huyết ở trong đội của chúng tôi được tiếp tục công việc này, làm tốt cái công việc này, thì xin quý vị hãy nhớ rằng hãy định kỳ hàng tháng, thường xuyên luôn luôn hãy nhớ rằng có Như Chị Hiểu Chi Ly ở trong trái tim của mình. Xin cảm ơn quý vị ạ. Đời lang thang, đời tha phương, tìm quê hương xa mờ muôn hướng. Mẹ yêu thương vòng tay ôm, con nơi đâu về mãi gia đình. Gọi quê hương ngàn yêu thương, từ con tim thúng giục đi tìm. Ôi gia đình hỡi, bất chợt phân ly, bơ vơ một bóng bước nhỏ con đi. Xa xôi ngày tháng ướt nhòe đôi mi, mơ ngày mai nắng xuân về. Có tiếng cười của mẹ đôi khi như chưa hề.